rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Ngày Tết đến trên khắp muôn nơi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới. Cái người làm á thì phải làm cho nó đàng hoàng, nó dựa trên cơ sở khoa học vững vàng, và nó phải trung thực với lại cái sản phẩm mình bán ra, và làm sao để cho người tiêu dùng hiểu được những chuyện đó, và nó phát triển rộng rãi lên. Làm sức cho tăng sinh lực, sức khỏe cho con người. Như vậy chúng ta phải nên xài hàng Việt Nam, thì để mang cái nguồn lợi cho kinh tế của Việt Nam. Nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Cái điều mà tôi cảm thấy tôi gắn bó với công việc này là bởi vì là cái hiệu quả của cái sản phẩm mang đến cho khách hàng, người tiêu dùng, những cái phản ánh tích cực của người tiêu dùng làm cho tôi cảm thấy có động lực cần phải làm tốt hơn nữa, gắn bó với công ty nhiều hơn nữa, tổng hợp công ty đã sản xuất và hợp tác với công ty. Thương gia mau phá tài, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phá tài.